Thưa quý vị, theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, sau hơn một tháng triển khai thí điểm khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip, cả nước đã có gần 3.000 cơ sở khám chữa bệnh ứng dụng phương thức mới này, mang lại tiện ích cho nhiều phía. Trước đó, ngành đã xác thực khoảng 39 triệu thông tin nhân khẩu có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm xã hội với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cung cấp chia sẻ hơn 9 triệu bản ghi thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Những dữ liệu nêu trên nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân tham gia bảo hiểm xã hội, tạo điều kiện để người dân có thể sử dụng căn cước công dân gắn chip thay thế thẻ bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh.